Xin kính chào quý vị và các bạn đã đến với kênh của Nga USA. Đầu tiên tôi xin được gửi lời chúc cho quý vị và các bạn thật là nhiều sức khỏe nha. Đây, chia sẻ với quý vị, đây là cây lồng đèn cam của mình. Đây, cái chậu Chinese lantern của mình bây giờ là nó đã đổi qua màu cam hết rồi đó quý vị. Tất cả các quả của nó đều đã đổi qua màu cam, và bây giờ cũng là cuối tháng 8, tuần tới là sang đầu tháng 9 rồi. Ở xứ mình, ở miền Bắc Mỹ đó quý vị, mà hễ mà đầu tháng 9 là trời nó bắt đầu nó lạnh rồi, bắt đầu nó gió heo may nó lên, tối nó xuống chỉ còn có khoảng 60 độ, có tối nó xuống còn có 50 mấy độ. Rồi ban ngày thì nếu mà ngày nào mà cao lắm thì nó mới được khoảng 80 độ, 80 mấy độ, còn không thì thường thường là chỉ có 70 mấy độ thôi. Trời bắt đầu lạnh hết rồi. Và thưa quý vị, đây cây lan tần của mình nó đã đổi màu. Những cái trái lồng đèn như là một cái dù, nó đã đổi qua màu cam hết rồi đây quý vị. Đó. Và đây cũng là cái sự chờ đợi của mình. Đó, quý vị thấy đã không? Cái này á, là mình đợi cho nó vàng hết, xong rồi cái là mình tới mùa thu đó là mình sẽ hái nó, mình đem mình cất, mình treo ở trong nhà để cắm hoa quý vị. Đó, quý vị thấy nó đẹp không? Con cái quả này nó còn hơi lường lường nè, còn cái này là nó rỗi còn màu cam, rất là đẹp luôn. Cái cây này nó tới mấy chục quả luôn đó quý vị. Đó, quý vị nhìn thấy nó đã không? Nhìn rất là đẹp. Mình xoay cho quý vị xem chung quanh cái cây nha. Cái góc này như là quay được, thấy quý vị thấy được nhiều cái quả màu cam nhất nè. Đó. Đó, quý vị xem cái cây của nó. Những cái lồng đèn dù xinh xinh rất là dễ thương. Chia sẻ với quý vị nào mà thích cắm hoa đó, mà thích mấy cái đèn dù này nè để mình cắm chung với hoa thì quý vị trồng. Mình bây giờ mình biết cách trồng rồi đó quý vị. Để sau cái clip này mình sẽ để những cái clip mà mình quay từ mấy hôm trước đó để chia sẻ với quý vị cái cách mà cái cây này nó ra hoa như thế nào. Phải nói là rất là đặc biệt luôn đó quý vị. Mình hồi đầu mình không có để ý nên mình không biết luôn á. Mình bây giờ mình chia sẻ với quý vị để quý vị trồng để mình có cái mình cắm hoa nha. Đẹp quá quý vị. Hoa lồng đèn cam. Còn thưa quý vị, đây là cái năm đầu tiên mình trồng cái cây lồng đèn này quý vị. Này, cây lồng đèn này. Đó, nó bắt đầu nó ra cái lồng đèn rồi đó. Hồi năm ngoái mình cũng thích cái cây lồng đèn này. Mình mua về, mình mua hạt thì mình trồng. Mà hồi đó mình trồng mình không có biết quý vị. Cái mình trồng cái bắt đầu nó ra cái hoa màu trắng. Nên mình coi cho nó có cái hoa để mình quay cho quý vị xem. Đây nè quý vị. Nó ra cái hoa màu trắng như thế này nè. Đó. Cái mình tưởng là ô mình mua hoa hạt lộn rồi sao nó ra cái lồng đèn mà rốt cuộc có ra cái hoa màu trắng. Nên là mình mới nhổ hết mình giục. Cái sau cái mình mới lên trên trên net mình đọc lại thì ra thì ra cái lồng đèn nó là cái quả của nó quý vị. Nó ra cái hoa này trước. Cái xong mà khi cái hoa nó tàn á thì nó mới ra cái lồng đèn. Thì cái lồng đèn hình thức như là cái quả của nó. Rồi một cái lồng đèn này quý vị. Đó. Đó là cái quả của nó. À, thành ra năm nay là mình biết là mình không có nhổ nữa, mình trồng lại. Nó lồng đèn nó nhỏ rồi cái nó to từ từ. Trong này nó có lồng đèn nữa mà cứ đây nè, đó. Theo như họ nói là cái lồng đèn này sau này nó sẽ
con một cam, mà mình không biết nên mình trồng thử và coi cái chừng nào thì nó ra một cam. Bây giờ thì nó chỉ có màu xanh như thế này thôi quý vị, đó là lòng đèn của nó nè. Thì cái này là một hình thức là cái quả của nó, chứ không phải nó là cái hoa. Hồi trước mình cứ nghĩ cái hoa, thành ra là cái hoa nó là màu trắng, sau đó rồi nó ra cái lòng đèn. Để mình đợi khi nào nó ra một cam mình quay quý vị xem nha. Hoa lòng đèn nè quý vị, màu xanh. Mình đang mong chờ cho nó đổ qua màu cam. Người ta nói phải tới mùa thu quý vị ơi, mùa thu nó mới ra màu cam. Bây giờ thì nó màu xanh như vậy thôi. Và người ta nói là cái hoa này á quý vị, khi đổi ra màu cam đó là cái mùa thu rồi á, là mình có thể cắt cái cành này nè, xong rồi mình để cho nó khô á, là mình để cắm hoa đó quý vị. Nên năm nay mình cũng sẽ làm thử như vậy, mình đợi cho nó đổi qua màu cam rồi mình cũng treo ngược lên khô để làm cái cành để cắm phụ hoa. Đó, năm nay nó ra khá là nhiều đó quý vị. Đây nha, để cắm hoa. Hôm nay mình ra vườn quý vị, mình cũng để ý mấy cái cây hoa lồng đèn của mình nó bắt đầu đổi qua màu cam rồi quý vị ơi. À, nó bắt đầu đổi màu rồi đó quý vị. Dưới này nữa nè. À, bắt đầu đổi màu nè quý vị, đổi con màu cam đây nữa nè. À, bắt đầu rồi đó, mình sắp có lồng đèn màu cam xem rồi. Và đây thưa quý vị, những cái gì mình chờ đợi đã đến rồi đây quý vị. Đây là hoa lồng đèn nè, Chinese lantern của mình. Trời ơi, bắt đầu nó đổi con màu cam này, thấy đã không quý vị? Đó, mấy cái này nó đang đổi nè, phía trong nè quý vị coi nè. Đó, Chinese lantern của mình nó đổi màu cam rồi quý vị. Năm nay là mình sẽ có những cái quả này để mình cất đi, để mình cắm hoa quý vị. Đây nữa nè, không nhiều lắm quý vị ơi. Đây nữa nè, đó mình trồng coi như vậy là 2-3 năm á, bây giờ mới đạt được cái năm mà nó có như vậy nè quý vị. Trời ơi, đã không thì bên này mấy cái lồng đèn đang đổi màu nè quý vị. Ha. Cái loại này á, nó giống như cái đèn dù của quý vị ha, nó kín luôn cái đầu chứ nó không có phải là nó hở. Có một số người Việt mình cũng trồng hoa lồng đèn này mà cái loại nó rằng ở đỏ thì nó cái phía dưới này nó không có, còn đây nó kín luôn, nó kín luôn quý vị. À, nó nhìn như thế này nè, đẹp ha. Mình thích cái loại này để làm đồ cắm bông luôn quý vị. Nè, khá nhiều cái cây này, chắc mình cũng được tới 20-30 quả như thế này. Cái này nó chưa đổi màu nè. Đó, chia sẻ với quý vị hoa lồng đèn của mình năm nay. Đây là một cái cây hosta của mình nè quý vị. Quý vị thấy nó ra hoa đã không? Đây là một cái loại hosta mới mình mới có. Cái lá nó thì cũng xanh tuyền thôi quý vị, nó không có màu trắng, nhưng mà cái hoa nó thì rất là đẹp. Đây, để mình lấy lại gần quý vị xem. Như quý vị cũng để ý là đa số các cái hosta đó thì hoa của nó hơi có sắc tím rồi màu trắng, chứ ít khi mà nó có màu đỏ. Đẹp không quý vị? Tuyệt vời ha.
Cái loại hosta này nó dễ trồng lắm quý vị ơi. Nếu mà quý vị thích á, quý vị để nó có hoa này nè, xong cái nó đóng hạt, cái nó búng hạt ra nó cũng mọc dữ lắm. Còn nếu mà quý vị muốn nhanh thì quý vị tách bụi ha, tách bụi thì nó mau lắm. Mình đa số mình tách bụi không à, nhưng mà quý vị để hạt thì nó cũng lên. Đó, chia sẻ với quý vị hoa hosta đầu ngày của mình. Mấy hôm nay, hôm qua hôm nay trời mưa quá trời luôn quý vị, thành ra hoa rơi, hoa rụng. Đây là cái bụi hoa Garden Flocks của mình nè. Cái bụi này cái màu nó khá là tươi. Nó là màu hồng tím luôn đó quý vị. Nhưng mà nó rất là tươi luôn. Bên cạnh nó đây, bên tay phải của quý vị là mình đang có một cái cây mà cái lá nó đỏ đỏ tí tía đó quý vị. Cây đó là cây tí tô cảnh ha. Quý vị thấy cái lá nó đẹp không? Nó có nắng á, cái lá nó lên màu đỏ như vậy đó. Để mình lấy lại gần quý vị xem nha. Đây. Quý vị thấy nó đẹp không? Hôm qua nhờ một cái trận mưa rất là lớn luôn nên cây cối hôm nay thấy mọi cảnh nó mát mẻ hẳn ra. Mấy hôm trước 90 mấy độ F, nóng quá chừng luôn. Cây cối của mình nó xỉu hết. Mặc dù mình tưới bao nhiêu nó cũng không gỡ lại được quý vị ơi, nóng quá. Bên đây mình có gốc nha đam. Nha đam mình trồng trong chậu. Hoa sứ đầu ngày đây, sứ Thái Lan của mình. Mình không ngờ là năm nay mình có thể trồng được sứ Thái Lan ra nhiều hoa như thế này. Và sau khi trồng xong rồi thì mình thấy trồng sứ Thái Lan từ hạt đó quý vị cũng không có khó đâu. Cần nhất là mình có nóng và nắng. Nước nó không có cần nhiều. Nếu mà quý vị nào mà ở mấy cái tiểu bang phía Nam đó, mà nhiệt độ mùa hè mà 90 độ, 100 độ thì trồng cái này rất là dễ luôn á. Mình ở xứ lạnh mà mình còn trồng được nè quý vị. Thành ra thật là không có khó như là hồi trước mình cứ nghĩ là nó sẽ rất là khó. Mình cũng ngâm hạt lên rồi mình trồng bình thường đó quý vị. Như hôm năm nay là 3 năm đó, 3 năm là mình có hoa được như thế này. Hôm nay mình phải hái khổ qua với bầu thôi quý vị ơi. Khổ qua với bầu của mình mấy hôm nay nó lớn quá rồi. Mấy hôm mình bận quá, không có ra vườn. Hôm nay nó ra quả khá là nhiều nên hôm nay là mình phải cắt thôi. Khổ qua cũng lớn lắm rồi. Đây quý vị xem, cái quả nó bay lớn nè. Mà quả này là ăn được lắm rồi đây. Cái vàng này của mình là bầu với lại khổ qua là nó chen chút với nhau. Cái trái khổ qua này nó kẹt ở đây.
hai cái trái khổ qua này nó cũng lớn quá cỡ rồi. Cái này là hái vô là nhô thịt là hết sảy luôn quý vị. Nó bầu đây nữa nè, khổ qua đây nữa nè. Đã ha. Năm nay mình trồng khổ qua phải nói là được ăn rất là thích luôn á. Bầu với khổ qua. Lúng lắng quá trời luôn. Chia sẻ với quý vị một chút xíu, giờ mình đi lấy cái kéo mình cắt thôi. Khoe với quý vị coi cái ớt chỉ thiên của mình nó ra hoa đã không? Ra rất là nhiều luôn, trắng luôn cả cây. Cây ớt chỉ thiên này là mình có chắc cũng phải 10 năm rồi đó quý vị. Cứ mình trồng trong chậu nè. Cứ mùa đông á mình đem nó vô trong nhà, rồi cái mùa hè mình lại đem ra. Nó ra ớt rất là đã luôn. Nó bắt đầu có một số quả nó bắt đầu nó chín rồi quý vị nè. Đó, ớt chỉ thiên nè. Ồ, cái này nó cay, cay kinh khủng luôn á. Nhưng mà người nào mà thích ăn cay thì sẽ rất thích cái quả này. Tại vì ăn những người thích ăn cay là ăn nó ớt nó phải cay thì mới ngon. Ớt mà ăn nó không cay là nó không thích. Ông xã mày là ông thích cái loại ớt chỉ thiên là lắm. Nhất là cái quả nó nhỏ nhỏ vậy quý vị nè. Là ăn một bữa cơm là hái một quả vô là ăn là vừa đủ, không dư. Cái quả nó to quá thì nhiều khi mình ăn không hết. Đó, quý vị thấy đã không? Thành ra trồng ớt cũng chịu khó đem vô nhà một chút xíu mùa đông đó quý vị. Quý vị ở xứ mấy cái xứ nóng thì chắc không cần. Xứ lạnh của mình là mình cứ như vậy đó. Cây này chắc mình có cũng 10 năm rồi đó. Cứ đem ra đem vô vậy đó. Trồng trong chậu không à. Còn đây là khoe với quý vị là cây ớt không cay của mình. Ớt này thì nó không có cay lắm, nó chỉ the the thôi quý vị. Nhưng mà cái cây ớt này mình trồng là để mình làm tương ớt trong nhà ăn đó. Đó, thành ra làm tương ớt thì mình có ớt cay, đồng thời mình cũng phải có ớt không cay lắm để mình lấy cái tương đó, lấy cái tương để làm ớt. Chứ nếu mà ớt tương ớt mà làm toàn bằng ớt chỉ thiên thì sẽ rất là cay. Do đó là mình trồng thêm cái loại ớt này. Cái ớt này thì cái quả nó cũng hơi cay cay. Nếu những người thích ăn cay như là ông xã mình thì sẽ không thích ăn cái loại ớt này. Nhưng mà mình đây mình trồng để mà làm tương ớt á, thì cái loại này rất là tốt luôn. Hôm nay nó ra quả và quả nó chín rất là nhiều. Chắc cũng tới cả trăm quả là ít á. Hôm nay mình bắt đầu mình hái. Mình hái để cho nó ra thêm một cái đợt mới. Quý vị để ý nó vẫn còn ra hoa nè. Thành ra mấy cái quả chín thì mình sẽ hái hết. Xong rồi cái mình sẽ gom vô mình để trong tủ đá quý vị. Chừng nào mình đủ một cái khoảng 2-3 kg ớt đó thì lúc đó mình mới làm tương ớt. Ở trong nhà mình tương ớt là mình tự làm không à. Tự làm mình ăn. Mình có thể gia giảm theo ý mình muốn đó. Thì nó ngon hơn là mình mua tương ớt ở tiệm. Đó. Giờ mình bắt đầu mình hái đây.